Anh em cần nạp pass VIP, pass cao cấp, liên hệ ngay số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc liên hệ số Zalo 0363 299 253. Uy tín, nhanh chóng, bảo mật thông tin khách hàng 100%. Vâng, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục theo như yêu cầu của mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về hai con thiết giáp hạm, đó là con RF Moscow và con GS Yamato. Thì có hai bạn ấy, bạn ấy có cùng chung cái ý kiến, đó là làm về con RF Moscow. Thì tách riêng ra thì là một bạn thì bạn ấy bảo mình là chơi con Moscow thôi và lắp cái trang bị đó là GTX 690 kẹp với vũ khí phòng không đó là laser. Và một bạn nữa thì bạn ấy có đang phân vân giữa con RF Moscow và con GS Yamato. Bạn ấy chắc là đang tính mua một trong hai con nhưng mà chưa biết là nên chơi con nào. Thì ok, mình sẽ làm luôn cái clip này cho bạn để so sánh cái ưu nhược điểm của cả hai con này luôn. Thì sau đó thì sẽ giúp bạn là sẽ chọn được một con tàu nó phù hợp nhất đối với bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ làm theo cái ý của bạn ở phía trên trước, đó mình sẽ làm cái con RF Moscow này với cái trang bị đó là GTX 690 nhá. Rồi ok, bây giờ sẽ bắt đầu luôn. Lắp cái GTX 690 này vào thì chắc là chỉ đi chơi cho nó vui thôi, chứ còn gần như là anh em sẽ nắm chắc khoảng 30-40% là thất bại rồi. Trừ cái trường hợp mà tem của anh em ấy nó hay quá thôi, bắn quá hay thì anh em mới thắng được thôi. Chứ còn cái GTX này thực ra là nó không thể nào bắn trúng được mục tiêu đâu anh em ạ. Chắc chắn là như vậy, không thể trúng được mục tiêu. Vì cái thứ nhất là nó bay quá chậm, cái thứ hai là nó hồi quá lâu. Nói chính xác là nó hồi lâu nhất game với thời gian là 19,60 giây, hồi rất là lâu. Không bị phòng không nó phá mất ấy, thì cũng sẽ bị bẫy mồi mất. Đó, cho nên là anh em mang cái GTX này thì chắc là kiểu chơi cho nó vui thôi, chôn cho nó vui thôi, chứ còn cũng chả làm gì được đâu. Ví dụ trường hợp mà con tàu ngầm nó nổi lên ấy, xong nó mất bẫy mồi thì anh em khả năng bắn trúng được. Nhưng mà gần như là cái GTX này không thể bắn trúng được nha anh em nhé. Cái GTX này nắp vào thì coi như là phế luôn hai khe tên lửa anh em, gần như là chả có cái tác dụng gì. Xem anh em mà chơi hay lắm thì mới thắng được thôi, chứ còn không thì gần như là không thể thắng được. Đây, theo yêu cầu bạn thì mình cứ lắp mình đi chơi thử xem nó như thế nào thôi. Chứ còn cái GTX này thì mình cũng lắp thử rồi, nói chung là không ăn thua đâu. Mù hết tầm nhìn thế nhở, không có một tí tầm nhìn nào luôn. À vâng, anh núp rất là nhanh. Có lẽ là mình phải đứng ở lại đây anh em ạ, mình không thể nào đi lên được tiếp vì không có một đồng đội nào tiếp viện cho mình cả, mình không thể lên được. Nào, có thò ra không? Vậy là anh vẫn quyết định thò ra. Đen quá, mất tầm nhìn rồi. Ôi, mất tầm nhìn nó mới cay anh em ạ. À đây rồi, đây rồi. Ui, cũng qua được cái tảng núi luôn. Bực thật đấy. Mày có chết không mày? Rồi rồi, thốn chưa em? Thốn chưa? Rồi, một em ra đi. Nào em này, thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Thò ra. Anh bắn nó có bài rồi. Đừng cố yêu của khắc Việt. Cái này vẫn muốn yêu nữa à? Có thò ra nữa không? À lại thò ra. Mình lại giao lưu tiếp. Ôi trời ơi, mình tưởng bạn thế nào. Hóa ra thế này. Chưa được bạn ơi. Ông này ông định làm gì đây? Trao yêu thương gái nhở. Nào, thế còn ông này bây giờ ý kiến sao? Mình yêu lại từ đầu đây nè. Nào, ra đây, yêu lại từ đầu nè. Đấy thì anh em đã thấy rồi đấy,
Thì nói chung là cái team của đội bạn yếu quá, mình mới thắng được cái này thôi, chứ còn thực ra là cầm cái này đi thì gần như là chắc chắn là thua anh ạ. Không thắng được đâu. Bắn liền anh em, bắn liền. Vâng, như vậy cuối cùng là cũng chết. Mình ăn được 3 mạng, không biết là mình KS được kiểu gì mà 3 mạng hay thế. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi làm theo cái ý của cái bạn thứ hai nhá. Mình sẽ lắp trang bị của cái gì đây. Mình sẽ lắp cái trang bị của cái con Moscow này theo ý của mình. Nói chung là lắp trang bị mạnh nhất cho hai con này. Đấy, thì sau đó mình sẽ đi chơi và trải nghiệm cho anh em xem là cái cảm giác chơi nó sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ cần phải nói về những cái vật phẩm và những cái thứ mà anh em sẽ phải đầu tư nhá. Anh em lưu ý nhá, sẽ phải đầu tư khi mua một trong hai con này nếu anh em đang phân vân. À chưa, quên, mình đã lắp thích con. Lắp cái này thì anh em làm sao mà mua được nhỉ? Đây, lắp Nava nha anh em nhá. Nên dạo này nó hơi lú. Đây, lắp Nava anh em nhá. Không cần phải lắp tên lửa chống ngầm hay là phòng không gì đâu. Bản chất thì con RF Moscow này nó chống ngầm, phòng không rất là ok rồi. Đó, thì anh em mà mua được con Moscow thì anh em lắp như thế này cho mình nhỉ? Và nó sẽ có một cái yêu cầu thêm khi mà anh em mua Moscow, đó là anh em phải có phòng không ngon. Chắc chắn là anh em sẽ phải có phòng không ngon. Chỉ cần có phòng không ngon và cái trực thăng nó tương đối một tí. Đấy, thì ở đây mình sẽ lắp, thôi mình tháo cái NCQ3 ra nhé. Tháo cái laser anh hùng này ra. Mình lắp cái Helios đi. Đấy, ví dụ lắp cái Helios nhé. Helios, Hand và Gapul, 3 loại luôn. Đấy, 3 loại khá là ngon nha anh em nhé. Đấy, thì nói chung là anh em đầu tư Moscow là anh em phải có đồ để mua phòng không ngon. Thì anh em hãy mua. Rồi, ok. Cứ đầu tư được một cái bộ trang bị nó ngon ngon một tí ấy. Phòng không ngon thì anh em chơi con này nó rất là ok. X10 cái phòng không thì thực sự rất là mạnh. Cái pháo khóa, à xin lỗi anh em, cái phóng lựu khóa thì nó chống ngầm rất là tốt. Nó chỉ có hồi nó hơi lâu một chút thôi, chứ còn chống ngầm rất là tốt. Một lần bắn được gần 100.000 đam trên một lần đấy. Sát thương rất là mạnh. Nếu mà để nói về cái tốc độ và cái độ cơ động ấy, thì con Draft Moscow này nó sẽ nhỉnh hơn so với GS Yamato một chút. Nó chỉ là một chút thôi nhá, chứ nó không quá khác biệt đâu. Nó còn là nó nhỉnh hơn một chút thôi. Cái tốc độ mà quay pháo chính ấy, thì cái con Moscow này nó cũng quay nhanh hơn. Cái thời gian nạp lại thì nó cũng nhanh hơn. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái sát thương bắn ra thì nó sẽ yếu hơn. Và chắc chắn là phải như vậy. Moscow là pháo 305 ni, còn Yamato là 460 ly. Nó vẫn giữ nguyên từ cái phiên bản đời cũ á. Trận này bị thiếu người anh em ạ, có 8 người thôi. Không sao, đi test tàu là chính mà. Rồi mình sẽ đi check map luôn. Cái con Moscow này thì anh em phải chú ý nhá, nó chỉ có 2 tháp pháo thôi. Đấy, thì nó hiện đại hơn một chút. Còn GS Yamato thì nó vẫn giữ cái phiên bản cũ ấy. Đấy, nó là có tất cả đó là 3 tháp pháo. 3 tháp pháo cổ điển đấy anh em nhé. Coi như vậy là có con tàu phát rồi. À đây là tàu sân bay, giờ mình sẽ sửa tàu sân bay luôn anh em nhé. Thiết giáp mà chơi cái map này rất là nguy hiểm anh em ạ. Chết lúc nào cũng biết luôn ạ. Và mình lại hơi bị giật một chút rồi anh em. Cái thằng kia, cái thằng chơi con tàu bát kia nó đang muốn nó ăn mình đấy, nó muốn bắn mình suốt từ nãy giờ đấy. Không biết là anh có chết hay không nhưng anh cố dãy cơ. À đến được ông này, HMS à. Rồi cái này nó lại không có pháo ở đằng sau anh em ạ, khá đen. À mày ra đây. Cái pháo chính thì nó hồi nhanh lắm. Cái góc này biết bắn được không rồi. Mình hy vọng là bắn được. Còn vẫn bắn được anh em ạ, cái góc này vẫn bắn được. Nhìn cái con tàu sân bay thì khá là ngứa mắt anh em ạ.
Rồi, cuối cùng nó cũng chết. Để mất được cái tàu sân bay thì nó mới nhẹ nở. Vâng, như vậy là vẫn còn cái con tàu ngầm đấy anh em ạ. Đi hàng thật sự luôn đấy. Chỗ này đã thiếu người, chỗ này còn gặp phải những trường hợp như thế này, rất là oái oăm anh em ạ. Nào, thằng này ra đây. Rồi hôm nay ông có chết không đấy? Đừng có để chết. Mình đang có lợi thế người mà. Đó thì em thấy là cái pháo chính này của nó này, nó hồi rất là nhanh, nó quay pháo rất là nhanh, chứ nó không giống như cái con giá cụ. Giá cụ thì nó hồi khá là lâu. Nhưng mà bù lại thì đấy, một con thì đam to, Yamato đam to, con này thì đam nó nhỏ hơn. Anh em xác định là thích bắn pháo liên tục thì anh em có thể là chơi con này. Cái chơi con này thì anh em là đầu tư cho mình một ít cái gọi là phòng không ngon một tí. Đấy, thế thôi. Có phòng không ngon thì anh em chơi Moscow là sẽ rất là ok. Đấy, pháo chính nặng hồi này. Bắn khá là sướng. Rồi bây giờ mình sẽ làm sang cái con GS Yamato cho anh em nhé. Đó thì anh em kết thúc cái con Moscow này, mình cho anh em xem lại này. Cái bảng sát thương của cái những cái vũ khí khóa nhá, anh em có thể tham khảo trước khi mua. Đây là sát thương từ pháo chính này, 6 viên cho anh em nhá, 11.700 nhân 6. Anh em xem thấy nhanh quá thì có thể tạm dừng cái video này lại để có thể nhìn kỹ hơn. Đây là của pháo phụ này, 122 ly này. Còn đây là súng phóng lựu RBU 16.000 này. Ok chưa? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang con GS Yamato nhá. GS Yamato này thì nó lại khác biệt ngược lại so với con RF Moscow. Đó là đa số những cái vật phẩm thì nó đều khóa, giống như là cái đời gia cụ thôi. Anh em sẽ chỉ thay đổi được trực thăng và phóng lựu. Thì đồng nghĩa với việc đó là anh em phải có phóng lựu ngon, như là rocket đây chẳng hạn, và một con trực thăng ngon. Đấy. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, anh em có hai cái đồ ấy ngon thôi là anh em có thể chơi được rồi. Thì nói chung là để về tính về cái chi phí ấy, thì anh em chơi con GS Yamato này thì nó sẽ có lợi hơn. Đấy, thì như mình đã nói ở cái trận trước ấy, thì cái con Yamato này thì nói chung là nó pháo nó quay nó chậm hơn, nó hồi nó cũng lâu hơn, nhưng mà bù lại thì cái sát thương nó lại cao hơn. Rồi mình sẽ đi check map luôn nhé. Con này thì anh em mà đầu tư thì nó sẽ tốn ít tiền hơn, chỉ cần cái phóng lượng ngon và trực thăng ngon thôi. GS Yamato này thì có cái pháo phụ ấy. Cái pháo chính thì hồi lâu nhưng cái pháo phụ thì hồi rất là nhanh. Không biết là có đi check map được cái gì hay không ấy này. Rồi. Cố gắng thì thấy được cái tàu sân bay của nó anh em. Thôi tiến hành nút thôi anh em ạ. Tầm này thì không làm ăn gì được rồi. Cái map này thì thiết giáp hạm nó bất lợi lắm anh em ạ. Cố mà dã cái tàu sân bay đó thôi. Đến đâu thì đến. Thiết giáp à? Vâng, một anh Ingrid Yamato đã ra đi. Con này ra đi nốt. Anh em thấy cái pháo nó hồi nhanh không? Hồi cực kỳ nhanh nha anh em. Nào, tàu sân bay đi trước đi, cho đi trước đấy. Đó, đứng tại chỗ nó cũng có thể quay được này. Nhưng mà cái tốc độ quay thì nó sẽ thua so mấy con Yamato một chút. À xin lỗi anh em, nó thua mấy con Moscow một chút. Mình cứ mãi bắn nó vớ va vớ vẩn. Vâng, ông này ông ấy định chơi cái trò gọi là tả xung hữu đột đây anh em ạ. Này thì tả xung hữu đột thì chúng tôi thì chết luôn nhá. Không phải ngắm nữa. Đấy, bây giờ là quân ship là sẽ đóng cái vai của là đi diễn hề này. Câu kéo này anh em này. Hứng luôn này. Trúng không? Ồ, vẫn trượt một tí à. Cái tên lửa khóa của con GS Yamato này thì nó hồi khá là nhanh. Em cũng không phải quá lo đâu. Vâng, hại trượt rồi anh em ơi.
Nó thò ra đây này, mình giao lưu vài đường cơ bản nè. Các bạn ấy vẫn cố dãy à. Ui giời, bắn cho một cái thì thối tận rốn. Không bắn thì lại bảo là không bắn, lại chơi ra kiểu không fair play. Bắn rồi thì lại khóc vào tiếng má. Hãy nín đi em, lại rơi ướt vai rồi. Nào chuẩn bị pháo chính thôi này. Một phát pháo chính thôi nhá. Tôi về cả nó lành. Giờ mình bắn sớm quá ấy, mình ăn rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi bắn hơi chậm. Đấy thì anh em cũng đã thấy rồi đấy, những cái gì mà ưu nhược điểm thì mình đã nói về hai con tàu này rồi. Anh em mà muốn đầu tư ít ấy thì anh em nên chơi con này. Mà theo cá nhân mình khuyên anh em luôn là nên mua con này trước đấy. Sau này có điều kiện thì thử con Grab Moscow này sau. Bởi vì phòng không của con Yamato này nó cũng rất là tốt nhá, chứ nó không phải là tệ đâu. Rất là ngon đấy. Pháo tự động khóa. Đây mình sẽ cho anh em xem để sát thương nhá. Tương tự như con Moscow này. Đây đầu tiên là tên lửa này, tên lửa khóa này. Đấy đấy, sát thương đây. Tầm xa, thời gian đáp lại. Anh em có thể tạm dừng video để xem nhá. Đây là pháo chính này. Đây là pháo phụ này, 127 ly này. Rocket này thì anh em mua là anh em sẽ có cái chỉ số của nó thôi. Đây, đây là pháo tự động này. Đấy, rất là ngon nha anh em nhá, chứ nó không phải là tệ đâu. Còn đây là laser phòng không này. Đấy. Còn đây là tiếp tục là một cái loại phòng không nữa này. Rất nhiều loại phòng không. Đây là loại phòng không bằng tên lửa anh em nhá. Đó thì vừa rồi thì mình đã đi test và trải nghiệm cho anh em xem tất cả về hai con thiết giáp hạm nó bán ở trên cái thị trường đấy. Thì ưu nhược điểm thì anh em cũng nghe và anh em cũng biết rồi. Thì lựa chọn con nào là tùy vào anh em. Còn cá nhân mình thì mình khuyên anh em là nên mua con GS Yamato này trước. Đấy, con này thì anh em sẽ chơi rất là mạnh và cái vốn đầu tư anh em bỏ ra thì nó sẽ ít hơn, nó đỡ tốn kém hơn so với con Grab Moscow kia. Rồi ok, anh em mà có bất kỳ một cái yêu cầu nào thì anh em có thể để lại cái comment của mình ở dưới cái phần bình luận của cái video này thì mình sẽ vào mình trả lời cho anh em. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những video sau. Cảm ơn anh em.